phá lấu vịt. À, món này là món phá lấu vịt nè mọi người. Đây là ăn với bánh mì hả cô? Ồ. Chuột với lòng. Chuột với lòng. Đầu cổ cánh. Huyết nếp, huyết nếp là dân miền Tây biết ăn. À, huyết nếp. Mắm gừng. Mắm gừng nhìn hấp dẫn quá hả? Mắm gừng. Cái này là về là ăn bánh mì ra con. Ăn bánh mì. Cái này làm sẵn hết anh chỉ về ăn thôi. Thôi nó về nhậu nữa chứ. Về nhậu. Về nhậu được chứ phải ăn mì không đâu. Món này nhậu là xuất sắc rồi. Phá lâu vịt. Chết nữa. Lấy đồ hướng cho tôi gì vậy? Đó, đầu cổ cánh chân ruột. Chụp đồ thôi nha, đừng chụp người, chụp người là cháy máy luôn á. Cháy máy luôn á. Tại người xấu quá cháy máy luôn. Nhưng mà dễ thương. Trời ơi, người mẫu cái gì? Này bán trái, còn muốn mua nhiêu thì mua đầy đủ 50%. Đầu cổ 12.000, cánh 10.000 trái. Muốn mua mua đi, nó vậy đi cho nó dễ đi. Muốn mua nhiều mua ha. Còn bên đây là lòng cũng vậy luôn anh hả? Lòng mở 20 dùng không anh? Chắc em xe ngựa quá. Chút nữa. Em xe ngựa ngay nhà chị dâu rồi. Nhìn mấy cái đầu mình sắp sắp ra cũng là đẹp. Có bán thì lên đây con bỏ lại cho nấu sẵn. Ăn cái này là chỉ mua về nhà thôi chứ đâu có bán ăn tại chỗ ha. Có ăn ở đây. Thì chút mình ăn một phần ở đây thử xem như thế nào. Tùy bữa ăn. Khi 10 giờ 11 giờ, khi 8 giờ 9 giờ chừng vô chừng. Dạ. Ở đây có mấy dọc cái đường này có mấy cái chỗ phá lấu vịt luôn, nhưng mà cái chỗ này mình thấy là rất là đông. Hồi nãy giờ khách tới đây không à? Chắc là do cái anh này bán anh dễ thương mà mình có nghĩ chắc là ngon hay sao mà họ tới đông lắm. Anh cho em hỏi mình bán lâu chưa? Nếu mà em không là 18 năm rồi. Ồ. Mẹ luôn là 30 mấy năm. 30 mấy năm dữ vậy. Bán trước địa chỉ 105 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 nha mọi người. Thì phá lấu vịt đang giới thiệu giúp cái là cái nước mắm gừng tỏi gì á, nhìn nó rất là ngon này. Rồi cái này ăn cay cay nó ngon ngon á. Cái chị bán bánh mì kế bên luôn hả chị hả? Kết hợp luôn. Cổ phần, cổ phần có cổ phần luôn hả anh ơi? Thì cho mình một phần ăn tại chỗ đi anh ha, được không anh? Được. Ăn gì chị? Hai đầu hai cánh gì nữa chị? Cắt ra hết, cắt nhỏ vô mình ăn.
Dạ. Làm lấy một phần đầy đủ 50. Cái nếp riêng, phép vịt riêng. Bước nếp đó là có nếp trong cái nếp đó. Ừ. Đó, nhìn ngon không? Thấy ổn. 18 cái này cộng cộng. Giờ chị ăn phần đen cái gì? À, em ăn cái gì được nha. Cánh đi. Có cái đầu cánh kìa. À, cho em cánh đi. Mấy cánh? À, anh cổ, bán cổ mà không có lấy đầu được không anh? Ờ, à, đó. Cổ. Em có ăn tim rồi gì không? Cái này là đang có một cái cảnh nữa, chị lấy cảnh luôn. Lấy thêm cảnh nữa hả? Hấp dẫn nha. Đổ ra vậy cho nó nóng hả? À. Đúng tiêu chuẩn luôn. Rồi. À, ngồi trên ghế này ăn về luôn ha. Rồi mình ăn thử thử cái pha lấu vịt của anh này như thế nào, ba mươi mấy năm rồi đây. Ở bánh mì được rồi mà. Thì quán của anh là đa phần là mình mang về ăn tại chỗ thì mình không có bàn có ghế nha các bạn. Đây là một cái phần mà ư và chỗ. Đây là một cái phần hồi nãy mình kêu một cái cánh, là một cái cổ và một cái phần bộ đầu lòng. Nó có hành nha, cái nước thì nó là nóng luôn. Còn cái chén này là chén nước chấm nè mấy bạn, nhìn hấp dẫn hi. Bây giờ mình ăn thử cái coi. Thử cái nước đó chứ các bạn. Nước nó cũng thanh thanh. Đây là cái món thái lấu vịt nha mấy bạn. Thì gồm có là tại đây là có bán cánh nè, có đầu nè, có huyết nếp nè, hoặc là huyết không có nếp, rồi có đồ lòng. Mấy bạn ăn cái gì thì mình kêu sẽ bán cái đó, thì tùy theo mình mà để tính tiền ha. Và ở đây thì để dùng chấm với cái nước mắm gừng này. Cái nước mắm gừng á mọi người ơi, thơm lắm luôn, mà đặc biệt gừng mà còn thêm ớt nữa, cay cực kỳ. Thịt vịt mà kết hợp với gừng á, cái mắm gừng.
gừng rất là hợp với mấy bạn. Thì cái nước phá lấu thì cũng giống như phá lấu bình thường khác, nó hơi lỏng để cho mình dễ chấm bánh mì á, vì nó không mặn để mình chấm bánh mì. Đây dùng tay để ăn mới được, tại vì cái này không thể nào dùng đũa mà gạp được đâu. Thịt rất là thịt dai, thịt dai nha mấy bạn. Cái phần cánh mà mình ăn mình thấy dai nè. Nói chung là chấm với mắm gừng rất là hợp. Thì cái món này dùng để ăn chơi, hay mấy bạn nào muốn có tiệc á thì mua về để mình nhâm nhi cũng được. Là quán bán này chỉ là 105 đường Bùi Minh Trực nha mấy bạn, bán từ 4 giờ chiều. Nếu mà mấy bạn mua một phần đặc biệt á, một phần đầy đủ luôn là giá 50.000 nha mấy bạn. Còn không thì mình có thể tùy thích mấy cái món mà mình thích để mình chọn mình mua để mình đem về ăn. Hoặc là nếu bạn muốn thích ngồi tại chỗ thì ngồi đang luôn cũng được. Bây giờ Vi sẽ ăn cái tô này đây. Cả nhà nhiều, chúc cả nhà buổi tối ngon miệng. Mình thì 25 chỉ lộn 28 đi có lý của mình. Đây nè, khách rất là đông nha mọi người, khách rất là đông. Và bên dưới là họ nấu họ để cái bếp lửa luôn á, cho nên là khi nào cũng nóng luôn, khi nào cũng nóng hổi luôn. Anh bán đắt quá trời luôn. Hai cái cổ cầm cánh như vậy. 50. Khách rất là đông luôn á. Lấy gì chị? Chiều chiều cái này ăn chơi hay quá ha. Cái 20 bài ở kia nữa không biết. Cái gì vậy?